Bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm Bộ Tứ, hôm qua, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trong đó, hai nhà lãnh đạo thảo luận về việc tăng cường hợp tác song phương và trao đổi quan điểm về các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Theo đó, tại hội đàm, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh quan hệ đối tác giữa hai nước hiện đang ở mức cao nhất trong lịch sử và mỗi cuộc gặp gỡ đều mở ra những cơ hội hợp tác mới, đồng thời khẳng định quan hệ đối tác giữa Mỹ và Ấn Độ hiện đang mạnh mẽ và năng động hơn bao giờ hết. Về phần mình, Thủ tướng Modi khẳng định Ấn Độ và Mỹ đang xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu, được thúc đẩy bởi các giá trị chung và lợi ích tương đồng. Cuộc gặp này không chỉ giúp hai bên xác định những hướng đi mới mà còn củng cố mối quan hệ sâu sắc giữa hai quốc gia. Trong khi đó, truyền thông Ấn Độ cho biết hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các vấn đề an ninh toàn cầu, từ tình hình Ukraine cho đến các thách thức ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương cho đến các mặt trong quan hệ song phương trong đó có hợp tác về công nghệ quốc phòng và an ninh năng lượng